Xin chào tất cả các bạn nha. Thắng đã ăn cơm thì được thông báo của người mẹ gọi điện cho Tất Thắng. Cháu nó đã mất rồi và gia đình cũng đang cũng không có kinh phí. Rồi là ấy, nhưng mà Thắng nhận được tiền đây, Thắng sẽ vào gọi là giúp gia đình mua một cái áo quan. Và Thắng mới chạy rất là gấp, đang ăn cơm vừa mới gọi là dứt cái video kia cái thì người mẹ cũng điện cho Tất Thắng luôn. Thắng phải nói thật sự là rất là tiếc khi Thắng ở Bắc Giang thì chị đã điện cho Tất Thắng và Thắng trở về quay vào nhà bác Nghiêm. Thì em bền em mẹ nói rằng là hôm nay em họp, ngày mai em đưa anh vào. Thì sáng nay gọi điện nói chuyện với cả chị nói rằng là con chị tự nhiên sáng nay còn không uống được cả sữa, nhưng mà đột ngột qua đời luôn rồi. Thắng sẽ chạy gấp ra đấy luôn. Từ đây đi chỗ đó thì khoảng 100 cây đấy, đường rừng 100 cây ở Bắc Mê. Bây giờ Thắng chạy hết tốc độ nhá. Bây giờ đang là 2 giờ chiều, sẽ chạy đi nhanh từ bản dâng. Cơm còn chưa kịp trôi. Bản dâng ra nữa. Alo. Alo. Chị ơi, tình hình như nào rồi? Bây giờ thì chưa biết làm thế nào. Từ sáng nay nó báo trưởng thôn rồi, nhưng mà trưởng thôn cũng báo, nhưng mà trong làng họ ai cũng không chả thấy xuống lúc đâu. Bây giờ họ sợ ấy. À, có nghĩa là như kiểu là bệnh, nó bảo là bệnh truyền nhiễm nên là không ai xuống giúp đỡ á? Họ sợ như thế này, họ sợ như thế. Em cũng hỏi trước, em cũng hỏi bác sĩ bảo bệnh này bệnh không lây đâu. Và không... họ sợ, họ không chả ai xuống. Không ai giúp à? Không, bây giờ cô chả có ai xuống lúc đầu. Thế bây giờ nhà đã có quan tài quan kiếp gì chưa? Không có, bây giờ cô nhờ họ làm nhưng mà họ lại không xuống họ ấy. Được rồi, thế cứ bình tĩnh, bây giờ em mới bắt đầu di chuyển ở bên Vị Xuyên sang nhá. Vâng, bây giờ nếu mà anh lên bây giờ á. Thế gọi đây rồi, bây giờ đang lên nhưng mà thằng Bền thì nó đang bận họp nên tí nữa nếu mà xong khoảng 4-5 giờ chiều thử điện lại cho Bền nữa xem nhá. Nếu mà các anh nếu lấy quan tài cho thì em không phải làm nữa. Bây giờ nếu mà lấy ở chở thành phố sao chở đi được nhỉ? Chở thành phố xuống lấy á. Quan tài có dài không? Quan tài nó phải dài chứ. Xe này không chở được. Thế ở trong nhà thôi, cứ bảo ai đóng đi xong vào đấy mình gửi tiền cho. Bây giờ sao họ không xuống? Nếu họ xuống thì ván thì cứ làm như thế thôi, nhưng mà đợi họ trả ai xuống, Được rồi, để mình bây giờ thử điện cho Bền xem nó có nghe máy không, tại vì nó đang họp. Vâng. Bền à? Vâng, em đang lên nhà nó lấy ván xong là về cho thợ ở dưới này đóng. Thôi, bây giờ như này, anh bảo như này, nếu như thế nó lâu lắm, với cả nó phiền hà ra. Bên nhà nó là không ai đóng cho đúng không? Anh em là không ai làm đúng không? Đúng rồi. Thôi bây giờ như này, anh sẽ mua luôn ở ngoài này, xong là anh thuê xe anh chở vào cho bọn mày đỡ phải đi làm cái đấy, hiểu không? Thôi bây giờ lên hả? Đóng nhanh rồi mày. Thôi, thế nếu mà thôi ấy thì sợ nó vất vả bọn mày nó. Nhưng mà nếu mà như thế mày có đóng được không? Nó nhanh không? Nhanh thôi mà, em đi lên lấy bây giờ. Em lấy xe lên chở về sát là vào là đóng. Tôi chiều tối nay là có cho nó rồi mà. Khoảng tiếng 2 tiếng là trong cái quan tài mà. Được rồi. Nó đảm bảo hơn, tục của nó hơn. Đi đại ca về, đại ca trả tiền công cho nó đóng thôi. Rồi, ok. Thế thì thôi để anh bảo bên chỗ này là không phải ấy nữa. Thế không ra lại lo là phải mua ở ngoài này chở vào. Vâng. Được rồi, thế thì cứ đóng cho đấy nhá, cứ bảo đóng đẹp tí nhá. Vâng. Đang lên nhà lấy gỗ rồi gì? Em đang lên lấy rồi. Thế sao mà bảo sao là anh em không ai đến hộ giúp là nào? Nó họ sợ bị cái bệnh này cứ truyền miệng nhau bảo bị hủy sợ. Thế bệnh này là nó bị ấy cơ mà, có phải lu hút ban đỏ cơ mà. Nó từ trong tế bào cơ mà, có phải ấy đâu mà. Có phải bệnh lây truyền nhiễm đâu này. Bà kia gửi em 2 triệu từ hôm nọ, không biết là lên trao bây giờ hay là tí nữa đại ca vào hơn trao đi. Thì tí nữa vào thì cùng trao luôn cho gia đình. Vâng. Có một cô gửi tiền đúng không? Vâng. Rồi. Ok vâng. Nhá. Ê khổ không.
mình muộn một bước. Mới bị ấy này. Đây à, nhà đây à. Chào em. Đâu có ai nhà đâu. Đúng rồi, là em lấy ván ở ở đây rồi gì? Em lấy đây mà, lấy ván đây đi. Mang đi để làm. Mang cái nhà. À, văn bằng thăm của đây. Ui. Không có cái bóng điện à? Hả? Bên trong đi. Có à. Chào gia đình. Có chưa qua đến nữa à? Đi sang bên kia vào. Anh là bố à? Không, bố cháu ở bên Nhất Trương đấy, đang đi mời thầy. Mời thầy ra. Ừ. Thế ai mẹ? Đây. Mẹ là em đây à? À. Thế còn ông bà? Ông bà bây giờ cũng ốm đau đi ở nhà bác. Vừa sáng nay thôi, vừa sáng nay từ Hà Giang không, lên, từ Hà Nội lên. Lâu rồi. Nhưng mà bảo là cho hôm nay là chôn tối nay luôn chứ. Chắc thế. Hả? Thế, chắc thế. Thế bây giờ là có người đi đào chưa? Có rồi. Người đào rồi. Có. Bây giờ chỉ đợi thầy sang thôi. À. Đợi thầy về xong cho con tài xong đi chôn luôn. À. Thế là cháu là hôm sáng nay mới bắt đầu không ăn à? Hôm tối hôm qua không ăn. Tối hôm qua á? Ừ. Tối... Chưa nó còn ăn, tối hôm qua không ăn. Thế à? Ừ. Thế, trước kia là bị ấy à? Bị lupus hệ vận động hệ thống. Nhưng mà đi khám là ở bệnh viện nào? Ở Hà Giang này. Thế à? Ừ, đi Hà Giang. Họ kết luận vậy à? Hàng tháng cứ đấy đi lấy thuốc. Hàng tháng đi lấy thuốc. Ừ. Thế bị mấy năm rồi? Bị năm ngoái tháng 9 âm ấy. Năm ngoái? Ừ. Còn một năm nay. À, được một năm rồi. Vâng. Thế trước kia là bình thường à, vẫn đi học à? Vẫn bình thường đi học. Người như đứa trẻ bình thường. Vâng. Đúng rồi, trước kia nó còn làm bệnh ác lắm, cũng như là đi đào chắn với nó. Đi... Thế xong nó bị như nào mà nó tự nó nổi lên à? Nổi đỏ lên. Ban đầu là bị sưng ở hai cái chân này này, xong sưng xong đau. Ừ. Đau xong đưa xong, đi xong nghỉ học xong là càng ngày càng không ăn được ấy. Cũng xem qua Facebook thì cũng thấy rồi. Ừ. Xong là bền nó cũng bảo là gọi nhưng mà hôm đó thì lại đi xuống Hà Nội là có người cũng rất là tiếc vào cũng rất là áy náy là mấy ngày gọi điện rồi nhưng mà chưa vào kịp được. Hôm nay báo là bảo bền nên là nghĩa là sáng hay vào nhưng mà bền nó lại bảo là em bận họp giao ban gì đó nên là lại chạy đi bản dâng. Chạy lên bản dâng thì đang cũng vừa mới ngồi ăn cơm trong đấy nó không có mạng vào đó thì nó một cái lúc đấy là lại nhờ bắt được cái mạng cái thì thấy chị này báo là con mất rồi. Còn sáng nay là trao đổi là định là sáng ngày vào nhưng mà sáng ngày khoảng mấy giờ lại mất? 8 giờ á? Đấy là trong cái chuyện mà gia đình thì đáng nhẽ là Thắng cũng đã kêu gọi tiền để giúp đỡ cho gia đình đưa cháu đi khám rồi nhưng mà do là Thắng vào đến giờ này là cực là muộn cho nên là cái cháu đã mất rồi đấy. Trước thì em nhắn tin cho anh trước rồi không thấy anh xem xong em lại gọi số của anh này xong thấy vợ hay sao ấy trả lời xong bảo là các anh bận đang ở Hà Nội bảo nhờ người khác xong em lại nhắn tin cho em bền thì bền hôm đấy cũng gọi thì cũng cho Thắng nhưng mà do là Thắng đang ở dưới Hà Nội nên là chưa lên được và trong cái câu chuyện đến với cả gia đình thì cháu nó mới sinh năm 2010 thôi. Nhà có mấy đứa con? Nhà thì có đứa con gái với đứa này. Đứa này còn con nuôi mà. Đứa này á? Nó xin về làm con nuôi á? Ừ. À, thế còn mình là hiếm con à? Không hiếm, nhưng mà trước là em là bị sinh đôi một đẻ. Xong ông bà bảo đẻ khó quá không cho đẻ. Thế à? Ừ. Là thế là bây giờ là thế đây đang mang bầu của em nữa rồi à? Vâng.
con đứa này nó bị như này rồi, đi đâu ai cũng khuyên bảo đứa này nó bệnh này nó không chữa khỏi được đâu. Thì mình mới mang thai tiếp. Vâng. Đang mang thai được mấy tháng rồi? 8 tháng, gần 8 tháng rồi, đến tháng 11 âm. Thế là con này cũng là con nuôi. Lúc đó mình sinh đôi là... Hai con gái, mất một đứa. Mất luôn một đứa. Ừ. Thì còn mỗi một đứa thì... Thế là vất vả. Trong cái việc mà gia đình thì thôi Thắng đến đây thì qua cái chương trình kêu gọi hôm qua thì Thắng có nói rằng là 12.200.000 đó thì là sẽ vào đây để cùng giúp với cả gia đình đưa cháu nó đi viện đấy. Nhưng mà bây giờ thì cái chuyện vào đến đây thì cháu mất rồi, chiều nay người mẹ cũng vừa nhắn tin cho Thắng vào đây thì trước mắt thì Thắng cứ chuyển lại cho gia đình là 5.000.000 và tiền quan tài và bạn bền bạn ấy đưa mang đi đóng những thứ đó thì bạn ấy sẽ tí nữa sẽ tổng hợp bao tiền thì anh Thắng sẽ giả cái tiền đóng quan tài cho cháu nhé. Đấy là còn 2.000.000 của bền thì anh Thắng vừa bền nó cũng vừa đưa đây rồi. Nên Thắng bền nó cũng trao luôn cho gia đình đúng không? Vâng. 2.000.000 của em là cho cô Nhàn, cô ấy gửi để bảo là thì em bảo là đợi anh Thắng với bạn Hậu là hôm nay mà đi, sáng mai mà đi thì sẽ đưa cho gia đình để tiền đi thuốc thang thứ nước nôi, nhưng mà lên thì hôm nọ cũng báo cho gia đình bảo là mấy hôm nữa anh Thắng và bạn Hậu sẽ vào đây để đưa đi Hà Nội thì em sẽ lên trao sau, xong là đưa cháu đi xuống để khám bệnh luôn thì sẽ trao tiền cho gia đình. Thế bảo cho anh gọi cho chị này không được, gọi trưởng thôn bảo thế cũng được, để hôm nào lên trao sau. Hôm nay thì sáng nay thấy gia đình trưa thì thấy chị bảo là cháu mất rồi, bây giờ là thôn thì không, bà con ở đây họ sợ không ai dám vào. Nên là cũng vừa rồi vừa nãy là có bạn ấy, bạn chủ tịch phụ nữ nữa là em cũng báo cho xã thì mọi người là đến đây là tuyên truyền này, bà con đã đến rồi. Đến đi đào huyệt rồi phải không? Tí nữa ao quan xong thì sẽ... Bây giờ là có bao nhiêu người đi đào huyệt rồi? Thôi nó chỉ đi đào đi lúa rồi, bây giờ còn đi quay về nó không về đây đâu mà. Bây giờ họ chả không dám vào đâu mà. Thế tí nữa là không có người khiêng đi à? Không có người khiêng. Thế bây giờ nhà có bao nhiêu người, anh em nó có mấy người? Bây giờ chỉ có mỗi hai thôi. Bác với lại hai bố đẻ thôi, chả có ai. Thế thì bên về hỏi xem có thanh niên nào ở thôn này không? Huy động cho bốn thanh niên nữa khiêng đi. Người ngoài mỗi ông này thôi. Người ngoài là mỗi bác này à? Thế còn là anh là gì, chú à? Anh là bác. Bác ruột á? Anh trai của bố. Thế bố, anh em với bố là có bao nhiêu người? Có ba người. Ba người gọi tất về đây. Thì ở đây hết rồi, bây giờ còn chú này đi đón thầy. Anh em họ hàng? Anh em họ hàng không đến. Anh em họ hàng không dám đến á? Không phải không dám đến, đấy là không... Đấy thì khác làng họ nó không vào thôi. Rồi. Thế bên thì xem giải quyết xem có hộ cho bốn thanh niên vào. Cái này em chuyện tí nữa sẽ có người, kiểu gì phải có người chứ không phải là để như thế được. Lúc từ chiều là sáng nay là không có ai, nhưng bây giờ là có người đi đào rồi đúng không? Từ sáng là không ai quan tâm. Nhưng mà chôn cách đây xa không? Không ở đây xa, chôn gần đây và... đường bằng đi, đường bằng. Khoảng bao nhiêu xa? Tầm 500 mét rồi. Chôn cách đây 500 mét thôi gì? Vâng. Bây giờ có người đang đào rồi đúng không? Có người đang đào. Nhưng mà tí họ không về đây đâu, họ đào xong họ đi về hết. Thế người giao làm lễ có nhiều thứ không? Làm bình thường thôi. Hả? Làm nhanh nhưng mà một làm... con lợn với con gà. Không phải một con lợn đâu. Hả? Chắc ba con lợn ấy. Một ba lợn á? Làm xong chắc ba con lợn ấy. Ủa? Thế nửa đêm à? Vâng, nửa đêm. Nửa đêm thì ai ở đây họ người ta khiêng. Thế bây giờ cứ cho vào làm ấy qua đi, xong rồi cho khiêng đi chôn đi. Xong rồi về làm lễ sau. Làm thế nhưng mà cho đi chôn thật bây giờ, nhưng hiện tại muốn cho đi chôn bây giờ, nhưng mà anh em nó đào cái mộ hố đấy xong là họ bỏ đi về hết, họ không sang nhà đâu. Thế bây giờ mấy ông đào đấy ở đâu đi ra nhờ? Nhờ họ không vào. Nãy nhờ rồi. Từ sáng nay nhờ rồi, nếu họ vào thì họ vào đi. Van xin luôn, họ bảo là chỉ đào hố họ đi về, họ không sang đây. Van xin họ á? Van xin họ, họ còn không sang đấy. Lúc nãy nhờ họ hỏi bảo van xin họ cố gắng sang đây kiêng hộ, nhưng mà mấy bác nó bảo là không sang.
xong là cố gắng lại nhờ một người sang đây với bác này sang đây làm mổ lợn cho tí nữa thầy tạo sang, họ cũng không sang, chỉ mỗi được mỗi bác này thôi. Thế này bệnh này có phải bệnh truyền nhiễm đâu? Đây này, đây cũng là trong làm y đây này, bạn đây này trong biết mà bạn không phải bên đây đâu. Họ thì nghĩ bảo biết thế nhưng mà mình biết thế nhưng mà họ thì sợ ấy. Họ không tin, họ sợ là thế. Họ không tin. À. Bây giờ còn không có ai nấu cơm. Mà nó... Họ không tin bệnh, họ tin truyền cho nhau xong là họ bảo là bị cái bệnh này thì nó hay lây thì họ không sang đâu. Không sang, bệnh này là nó bảo là lây không sang, không có ai sang. Lúc nãy sáng nay cháu mất là lúc 8-9 giờ xong là gõ cảnh trưởng thôn, gõ cảnh lâu rồi không có ai sang. Đến lúc nãy 4 rưỡi rồi thì chị mới bảo là thôi, mới điện cho ông trưởng thôn bảo là ông trưởng thôn ơi bây giờ không biết làm nào nữa, chú thím thì đã khổ rồi, bây giờ chả biết làm nào, từ sáng nay gõ cảnh không có, trong thôn bản không có ai sang thì bây giờ nhờ ông trưởng thôn lại tiếp tục vào nhóm, xong là nếu mà không dám sang đây thì đi đào hố thì được có hơn chục người, đúng không ạ? Chỉ được thế thôi. Lúc nãy 4 giờ rồi mới gọi mà chết từ sáng rồi mà không ai đến. Không ai đến. Không bảo trưởng thôn. Đấy gọi 2 lần 3 lần 3-4. Thế trưởng thôn đâu? Bây giờ trưởng thôn đâu? Cũng đi không lên. Cũng không lên. Gọi trưởng thôn đây, gọi bí thư thôn lên đây, đoàn thanh niên. Đấy, lúc nãy em dùng cái máy này gọi cho trưởng thôn lần thứ 3 rồi mới bảo là thôi, cố gắng giúp đi. Đây, tôi cán bộ từ ngoài tỉnh ấy, tôi vào đây có sao đâu. Bảo là nếu cảm thấy sợ quá không dám sang thì đi hộ gia đình đào cái lỗ, cái hố thôi, thì biết làm nào thì anh em nó cố gắng giúp được đào cái hố, tí lại không có ai khiêng đâu ạ, khổ lắm. Tí còn không ai khiêng à? Bây giờ chỉ đỗ mấy 2-3 người nhà này. Thế là nhà đã tắm giặt cho cháu chưa? Tắm rửa, lau gì chưa? Sáng nay thay quần áo. Thay quần áo hết rồi gì? Bây giờ thì thầy vào đặt vào quan thôi gì? Bây giờ là lấy cái vải trắng kia vào. Thì cứ bám vào cái quan tài có ảnh hưởng gì đâu. Đeo cái găng tay vào cái là xong thôi mà. Nó không sang, nó khổ lắm. Trước bảo... bị thì em đi đưa vào viện, em cũng hỏi bác sĩ bảo bệnh này có lây đâu mà sợ. Ai sợ đâu mà. Bệnh này có lây đâu mà sợ, lại tiếp tục đi. Sợ đâu. Mọi người đi đào huyệt về sao? Đúng là đi hết đúng đấy, xuống là tay quần áo cho bố cùng thoải mái, vẫn cũng có rồi, bố là còn đi đây cùng là bố đẻ của cháu. À bố đẻ đây à? Nhưng bác vừa nghe là bác vào làm ấy hả, rửa cho à? Tay quần áo cho thế à? Thế có gì đâu mà phải ngại. Người anh em trong làng này giúp nhau, bệnh này nó có phải bệnh lây, bệnh truyền nhiễm gì đâu mà phải lo. Từ sáng đến đầu có mỗi anh với lại anh lại làm bác cả của nhà này. Ông bố thật này, bố đẻ này. Chưa là có một ông nữa. Là có ba anh em ở đây suốt đến từ sáng đến giờ cơ. Không anh em cũng chả ai đến. Thế là anh trưa nay anh bảo trưởng thôn bảo không làm sao để báo xã xem. Trưởng thôn rồi, trưởng thôn mới kêu mới gọi bằng 3-4 lần rồi trưởng thúi dục trưởng thôn rồi mới được có gần chục người rồi đi đảo đó, còn chả có ai. Rồi từ đảo từ thì là họ về hết. Từ bảo bà con tuyên truyền bà con hiểu mà cái này nó có phải là bệnh không phải bệnh truyền nhiễm, không phải lo gì cả. Cái đấy là do mình có mạch máu da thôi, có phải lây được mà. Kể cả cô giáo ở dưới này nó cũng bảo là ở đấy tuyên truyền lâu rồi, cô ở đấy cũng có người bị bệnh này nó không lây nhưng mà họ cũng chả ai tin đâu. Họ không tin. Cái này phải có chục người mới khiêng được chứ, tại vì là cho vào quan tài xong rồi khênh đi cơ mà, có phải mấy anh em mình cũng khênh được đâu. Mấy người này khiêng sao? Toàn người già hay phụ nữ. Mời các anh vào nhà. À, rồi. Các anh cấp chú lên nhà. Đây chợ bền đây xong lên nó bàn giao tiền cho gia đình. Nhà trên nhà. Cho dậy lên trên à? Đấy. Đây là ông của cháu à? Ông cụ à? Thế chị là anh em kiểu gì? Chị là bác. Bác à? Bác.
À. Thế à? Anh là bác cả à? À. Đây, sáng đấy, từ sáng đấy. Lúc tầm chẳng biết là 6 giờ anh được tin của cháu ấy, nó cũng không phải ấy rồi. À. Sốt nặng rồi. Vâng. Thế là anh nhạy sang này. Bảo thằng em bảo thôi bây giờ chưa hẳn như này thì cứ từ từ đã. Vâng. Xem đi gia đình thì còn lại thì cứ đừng đi đâu nữa. Vâng. Xem cháu lúc nào ấy thì báo thôn về. Cô anh em đến giúp. Đây tầm lúc 8 giờ đấy. Vâng. Thế thấy thằng em điện bảo anh ạ, cháu không còn nữa rồi. Vâng. Chết hẳn rồi. Thế anh mới lên bảo thằng thôn bảo thế. Bố kể nó xem chúng anh em đến này thế nào. Bố xong thì báo thôn không ai đến. Vâng. Làm sao đây bảo gia đình về đây bàn giao tiền cho gia đình đã, để gia đình đâu à tí nữa làm thủ tục cho cháu đấy, tại vì đón thầy đón giếc rồi là đồ này nọ này. Đây bên đâu rồi? Đây, gia đình. Nè, ông bác đâu rồi? Đấy. Đây. Bác đi lấy cây. À, bác này đứng đây được. Đây, đứng bên này. Này, bên đâu này? Đây là 2 triệu của bên nãy đưa nhờ đưa này. Đây là bên. Đây là 2 triệu của cô Nhàn. À. Hôm nọ em cũng có gọi rồi bảo trước rồi, đây là bảo đưa cháu đi thì sẽ trao, nhưng hôm nay cháu mất thì cũng trao luôn gia đình ở đây để tí nữa gia đình có mua đồ gì để quần áo mới hơn như nào của cháu thì mua chứ. À. Còn đây là 5 triệu này. 1 triệu này. 2 triệu này. 3 triệu này. 4 triệu này. 5 triệu này. Đây là tiền của trong cái số tiền mà đánh em về để bảo là đưa cháu đi viện. Đấy thôi thì tôi trích ở đây là 5 triệu đưa lại cho gia đình này. Và tí nữa cái tiền quan tài những thứ là hết bao nhiêu thì sẽ đưa lại cho bền để chi trả cho gia đình. Đấy, còn tiền này thì gia đình tí nữa đón thầy đón nhiếp rồi là mua đồ hay sắm cái gì cho cháu là thôi nghĩa tử là nghĩa tận. Nên là gia đình thì cố gắng không tí nữa sẽ nhờ bền nước rồi là anh em là trong thôn là hỗ trợ là đưa cháu nó đi. Đấy. Còn về cái thủ tục làm lễ mà mổ lợn mổ nhiếc mà phải làm lễ của người giao ấy thì gia đình làm sau, tại vì tí nữa nếu mà chờ làm lễ thì nó rất là muộn đấy. Tí nữa chồng với cả thầy tào về thì làm cái gì sơ qua cái thôi, xong mà cho cháu vào áo quan rồi đưa đi cho nó sớm nhá. Bây giờ đi mua vải hỗ trợ chị thêm 2 triệu nhé. Đây là của em Hậu đấy, em hỗ trợ gia đình thêm nữa là 2 triệu nhá. Đấy là thông báo là quý nhà hảo tâm là như vậy. Còn cái số tiền nữa tế nữa là quan tài cái thứ là hết bao nhiêu thì Thắng sẽ chuyển lại, và còn thừa tiền thì lại tiếp tục cho một người khác nữa. Đấy là rất là tiếc khi cái Thắng cũng đã kêu gọi qua và đã bớt cái số tiền của bác Nghiên khi hỏi các nhà hảo tâm là đến để cứu cháu, nhưng mà Thắng đã đến hơi muộn, mà cái việc này nó cũng là đột xuất thôi. Nên là vừa mấy hôm qua là vẫn ăn cơm tốt đúng không? Trưa hôm qua vẫn còn ăn. Đấy. Tối hôm qua không ăn. Tối hôm qua không ăn và sáng nay là đã mất rồi. Vâng, sáng nay vẫn còn tí thở, còn nóng một tí, còn tí thở nhưng mà nó. Cái lúc em điện đấy là bảo là không uống được sữa đấy là à, mất rồi. Lúc đấy không chưa. Trưa xuống. Thế à? Tắt máy, cúp máy rồi xong bố của nhà đi xuống. Thế à? Vâng, thấy bảo cháu thì như thế này anh ạ. Thế lúc đấy thì bảo cứ Thắng thì đang điện lên, vừa em vừa tắt máy. Vâng, sáng em vẫn còn điện mà bảo là bền nó bảo là bận họp nên là không vào nữa, đi bản dâng luôn. Thế nên là lên, nhưng mà lúc có nghĩa là nếu sáng nay em mà lên thì cũng không giải quyết gì nữa rồi. Tại vì là lúc đấy, có phải từ hôm qua hôm kia rồi đúng không?
mà hôm qua mà đi xong rồi đi dọc đường cũng hơi bị căng ấy, nguy hiểm. Rồi là, tại vì đi phải đi Hà Nội, đi Hà Giang là họ đã ấy rồi đúng không? Hà Giang thì cũng đi mấy lần rồi nhưng mà chỉ Hà Nội chưa đi đâu. Vâng. Thôi đây là cái số tiền của các nhà hảo tâm đấy, là gửi lại cho gia đình. Đấy. Thế thì gia đình em cảm ơn cô Nhàn và các mạnh thường quân, các anh em nhé. Vâng. Chả biết nói gì. Vâng, thế là Thắng đã trao lại số tiền là 5 triệu. Bạn Hậu thì cho gia đình 2 triệu, bạn Bền đã chuyển lại số tiền 2 triệu cho gia đình. Còn tí nữa chỉ bàn giao cái số tiền cho bạn Bền là tiền đóng áo quan cho cháu nó thôi. Đấy rồi anh em ở đây sẽ cố gắng tí nữa là cùng với cả bà con đây là đưa cháu nó về, xong là anh em Thắng mới xuống xã. Đó. Không tiền áo quan không phải giả từ tiền này. Tí nữa khác có giả. Tiền áo quan thì tiền đấy là cất đi, tí nữa làm lễ làm điếc như nào đấy thì làm. Vâng, vâng. Thế em cảm ơn anh nhá. Cái tí này anh em lên thì ủng hộ em. Nhưng mà mập thì nó không phải ngực khỏe mấy đâu, cũng mập mềm mềm thôi. Thật. À, nó vẫn cũng lần lần. Thế lúc đầu là bị đau chân à? Đau xương khớp đấy. Các cái mô sụn là nó sẽ ăn, nó hủy hoại hết các mô sụn trước, sau nó mới phát ra ngoài. Sau đó thì nó sẽ chạy vào thận, chạy vào phổi. Nếu uống thuốc được thì nó sẽ duy trì. Vừa rồi nó mới chuẩn bị phát cái bệnh này kia là nó lại sưng lên đỏ đỏ mà hay cả cái mặt biết nó cũng chắc là mấy ngày hôm nay thời tiết nó khô lạnh đúng không? Nên là người da nó càng khô đúng không? Càng gãi ác đúng không? Không, bây giờ cái da nó đen hết rồi. Cái lỗ lét nó không lét rồi. Nhau gãi đúng một năm là điên luôn đấy à? Bị điên luôn. Đúng rồi. Cứ bỏ đi à hay như nào? Bỏ đi đấy. Bỏ đi sang số xa. Xuống ủy ban thuốc mà đang đi cả đêm ngứa ngứa lắm, tại vì ngứa không chịu được đâu, không chịu nổi. Cái này tí nữa thầy về đây là thầy có làm luôn không hay là phải chờ đến thằng đấy? Bây giờ thầy về làm cho bà con tài xong đi luôn thôi. Rồi rồi. Đợi thầy với lại cái áo quan về. Nhưng mà thầy có về không? Bên thử điện lại xem là áo quan xong chưa, đường có tắc kia xem là có trở qua được không? Bây giờ chỉ đợi áo khoan với ông thầy về xong là cho vào áo khoan. Đường nếu mà cho nó không làm đêm chắc bây giờ cũng không à. Thử hỏi lại xem em gấp gấp đưa về đây. Đưa áo khoan về. Thế nào thì làm. Không cho thuốc uống ở nhà, không thuốc uống tại nhà. Không, lúc đấy em cũng xin bác sĩ bảo xin lấy thuốc hàng tháng về nhà nhưng mà bác sĩ bảo không được. Cái thuốc chữa cái này nó cũng đắt đúng không? Đắt. Thuốc chữa này nó là đắt, nó chữa miễn dịch. Thế nhưng mà có ngày xưa ấy thì các cụ là dùng cái lá cây chay ấy vắt lấy nước, bắt kiệt lấy nước uống hàng ngày, nó cũng ức chế miễn dịch tương đối tốt. Bác sĩ trước kia nó cũng các làm cuốn sổ cho để hàng tháng để xuống để lấy thuốc á? Ừ. Nhưng mà có được phát không? Được mà. Miễn phí à? Nó nứt ra à? Da nó nứt ra, khô nứt ra. Bây giờ da thì em đưa đi viện bác sĩ tiêm thuốc cho, bây giờ da thì cũng không lỡ hết được. Đen đi rồi à? Bình thường rồi. Thế khả năng là vòng hết máu rồi đúng không? Khô hết rồi mà. Hôm nay là hôm nọ đi viện về xem. Thế là từ cái đoạn đầu tiên bị ở chân đấy, từ hồi đấy nó kiểm soát được tốt hơn. Trước là bị chân với lại hai bàn tay. Để lâu quá rồi. Gia đình trước kia có ai bị như thế không? Không, ai bị. Yeah. Cái này không phải bệnh di truyền, nó bệnh tự miễn, cơ thể nó phát ra. Có nghĩa là cái hệ miễn dịch nó tự ấy thôi đúng không? Bệnh này là bệnh tự báo nhiễm, tự báo ra. Quân ta lại đánh quân mình. Hả? Quân tài xong chưa? Thế là bố đẻ này là chú à? Gọi bằng chú à? Chú của mẹ chồng. À, cậu của mẹ chồng. Cậu của mẹ chồng. Thế nhà chú là đẻ nhiều à hay như nào? À cũng đẻ có hai đứa thôi. Thế là cho cháu một đứa. Cho lúc lớn chưa? Không, lúc đã
26 ngày em mang về. À. Bớt đi. Cho hai lúc cho lúc là 26 ngày. Ừ, 26. Có trước đẻ nhưng mà nó bị sinh đôi trong những ngày mà sợ quá. Trong đây hủ tục hết. Sinh đôi làm sao bây giờ người ta mong sinh đôi không có. Đúng rồi. Trước kia làm thì sinh đôi xong hủ ấy. Sinh đôi xong là được có một đứa xong là sau vào không đẻ nữa. Đi xin con. Kiên xong lại cái cậu bảo là thế thì bớt cho cậu thương thì cho một đứa, cũng nghĩ là được một đứa để thêm một đứa nữa thì đỡ. Thì nó chỉ có hai con trai nhưng mà nó bớt cho cháu một đứa. Bố đẻ mấy ai đi à, bố bố chồng em với cả ai đi ấy, đi đi mỗi chồng thôi. Một mình chồng đi đón thầy à? Ừ, lúc sáng nay thì cùng bác này đi nhưng mà bác này đi sang ở bên kho lòa xong họ lại không nhận đấy. Thế đây là tất cả được bao nhiêu người rồi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thầy giáo à? Nhờ các thầy giáo rồi. Đoàn viên thanh niên ở nhà trường kia. Cũng ở bên kia tập thầy sang. Cứ khoảng được độ hơn chục người được. Thoải mái mà. Ừ. Ở ngay đây thôi chị. Ngay đây là gần mà, đi đường bằng. Chuẩn bị đèn các thứ đi. Cái ván cái ván có nặng không? Cũng nhẹ thôi. Khô hết rồi gì? Ván lên nhẹ phèo nữa. Ờ. Nếu bảo lo lúc nãy bảo là không thì phải mua ở ngoài thành phố vào. Đi mua hương hết chưa? Mua hương các có đầy đấy. Ông cụ các làm. Thế là nó bị đúng một năm à? Ừ, đúng một năm. Tháng 9 năm ngoái rồi mấy. Kinh nhớ gãi em phát điên nhưng có phải đơn giản đâu. Mẩn hết nhìn cái da nó mẹ nó sang nó về 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 nhìn mẩn vài dài hết rồi. Trước đưa đi viện về. Thế lúc đấy là nhốt nó ở dưới này à? Cứ nhốt ở gầm sàn đấy à? Trước thì không bị không đi thì không nhốt đâu. Quay ra phát mà qua đi thì cứ sướng xá xong rồi bảo sợ xe và quẹt vào ấy, xong lại khổ thêm bảo nhốt mới nhốt. Xong nó cứ chạy xuống xá ấy, xong xá bảo là về xong cũng gọi bảo nếu không đón về thì cứ làm như thế thì buộc vào cho nó không biết đi. Ừ, nó cứ đi linh tinh đấy. Mà không nhận biết gì nữa rồi à? Đá ỉa à, là thoải mái linh tinh rồi. Lúc đấy còn biết. Những cái gần đây là đá ỉa là không kiểm soát được nữa à? Ừ. Vừa mới đi viện về mấy ngày ấy. Thưa à? Ừ. Viện tỉnh á? Ừ. Ờ. Sợ quá nhỉ. Nhà này thì ông bà nội là cũng ông là bị tai biến. Ừ. Bà thì đi viện suốt ngày, còn đây là ông cụ, đây hai vợ chồng bà là nuôi hai bà nội, như là ông này, ông này là ông nội ấy, ông cụ ấy. Ông này là ông cụ rồi á? Ông cụ. À. Còn thế còn cái ông nội thì lại là bị tai biến rồi. Tai biến bị mẹ là bị chả biết bệnh gì đâu. Đi khám thì cũng chả ra bệnh gì, cứ nghèo nó gọi là chưa mất nhiều tiền lắm à. Bây giờ ông bà là chuyển đi xuống đi hay ông bà bây giờ nó không khỏe, cái cháu bị cháu như này thì ông bà cũng khỏe, ông bà sang nhà bác ở. Ông bà bảo là nó cũng yếu rồi, bây giờ nó yếu thì có bệnh tật rồi, bây giờ nó không về đây được. Ừ. Xong nó đi ở nhà ông bác đi trai nhìn cái tăng này à, thầy ở đây cũng không nhận luôn. Đúng rồi. Thế là đi đón tận Giám Trung á? Ở Giám Trung bố vợ, bố của ông đứa anh em trai, vô này này. Anh trai của em. À thế à? Ừ. À thế là chị bên Giám Trung à? Vâng. Chị chính xác là sinh năm bao nhiêu? 86. 86, à thế thì hơn em 1 tuổi. 86. Thế là đi đón tận bên Giám Trung. Vâng. Thầy bên này là bảo không dám nhìn đám tang này. Không, bởi vì nó kiêng ấy. Kiêng. Kiểu nó chắc có cấp chắc cho chị con ấy. Họ không muốn mình có đám tang, họ nếu mà muốn. Nên là cơ bản là họ cũng tránh, đúng không? Không phải, nếu không kể cả không tránh họ vẫn thế thôi. Thế à? Vẫn kiêng thôi, phải một tuần sau hay là ba ngày sau ấy, họ mới đi làm được. Úi dồi. Người để họ một tuần, người chết thì họ kiêng ba ngày. À, xuống xem nào. Thầy có lên nhà không? Hả? À. Đang đến rồi đi.
là hình. Đây thầy đấy này. À. Vô đây ngoài đấy rồi. Thầy bảo là cho làm ở đây cũng được này. À. À, rồi rồi, ok. Cứ theo ý thầy thôi, cho nhanh thôi. Bây giờ thì muốn đi trôn trôn cấp thì mình xếp để cho đi mà bỏ vào để cho mình đi trôn về trong bắt đầu mới làm thủ tục. Ok. Mới làm lễ sau. Vâng vâng. Đang ở lên trên sàn nhà sàn. Vâng. Thế cần về cái gì vào quan tài quan kiếp thì thầy cứ bảo để bảo người nhà nó làm đi. Quần áo thay xong hết chưa? Vải trắng lót à? Đây này. Lót vào. À. Thay quần áo xong thay rồi. Thế thì cho vải trắng lót vào xong là trả lấy một bát nước. Vẫn bỏ tay. Cái đầu là cái đánh dấu này. Đánh dấu chắc là được. Sao nó bé thế nhỉ? Bây giờ là trẻ con nó bé thế à? Bây giờ là cho cái đây đi chôn trước xong tí mình về sắp lễ tang thì muốn phải làm một cái bé, muốn đóng một cái như thế này nhưng mà đóng bé. Hỏi ra mà dây dợ tí nữa còn hạ huyệt hạ kia còn phải dây cái thứ đấy, cuốc xẻng cái thứ lại phải mang đi ấy. Mấy người kia họ về hết rồi đâu nữa, cuốc xẻng đến lúc lên đến đấy giờ bảo hạ xuống rồi giờ không có đấy, dây dợ đây có những cái gì đây. Rồi mà phải quay đi kiểu này, bây giờ phải mở cửa cũng mở cửa cầm chú em ở này lắp cu sinh ra bao nhiêu nhỉ? 2010 13 tuổi. Sinh lão bệnh tử. Nó là dữ lạ. Nó là dữ dưới chỗ này dưới chị nà tháng mấy năm 2010 hả bạn biết môn sinh tháng mấy tháng 10 25 tháng 10 2010 đúng không lại gì không nào gì đây bố đây à biết tập bộ ngủ bị to xin ngủ to cắn đi mà đi tập bộ nó mua che mà hả này thế này lèo tèo có mấy người này sao kênh đi được còn ai không có mấy thầy giáo đăng lên đây này có ai đâu này khiêng sao được này có mỗi ông bố này mỗi ấy này bồn này nó trốn hết nó không dám mấy vận động về sáng nay lúc lên cho cái hương nên bảo là bây giờ bảo là vận động một số thanh niên đúng rồi. Cô này là có thể nào trẻ nữa. Cái này có phong tục có phải là mấy người khiêng không? Có yêu cầu phải mấy người khiêng không? Không cần đâu, cô bảo là khiêng được rồi. Hả? Khiêng được thì 4 người khiêng là được rồi gì? Cái này là buộc dây à? Buộc quan toàn vào dây à hay như nào hay bê thẳng như này? Buộc dây. Buộc dây mới khiêng người chứ còn bê thẳng như này bê sao được? Một cây đúng không? Dài đó, chặt một cây... Bên này chỉ bê một đoạn ngắn thôi, 500 mét mà còn lên đấy còn hạ cái thứ mà. Cháu thì có mỗi
Dạ, bọc xương rồi, hai người cũng được rồi. Ý là lên sao? Không, là 500 mét. 500 mét rồi. Gần đây thì gần đây thế được, gần đây mấy anh em đây lên được. Mấy anh em này nó phải biết như khiêng như đấy. Mấy thằng này khiêng nó còn hạ xuống cơ mà các thầy nhìn, ở kia dưới kia lên cho anh thầy giáo thầy giáo các thầy giáo đang chuẩn bị lên hả? Bên các thầy là ba người à? Ba người. Đây là người tuổi trẻ thì mình cũng biết làm to với đâu. Vâng. Không cũng bảo à, khuyên dân gia đình rồi là cái này thôi cháu nó mất rồi thì thôi là làm nó qua đủ thủ tục cho các nhà cháu là được rồi. Vâng. Người già này thì mới làm nhiều hơn. Vâng. Bà đây các em. Đoạn này Thắng xin phép được tắt video anh nhé. Vào trước đi. Mã quan tài đâu à? Tay bé về tay to mà lựa anh đừng mạnh tay làm gì cả còn ai ai đâu để nhau tay lựa từng ngón một đeo cho ông bố một cái nữa bố kia ông bố thằng kia không bố đấy ông làm thôi à. Chủ thì ảnh này còn lệch bé chẳng có đồ lần đầu tiên gặp cái trường hợp như thế này. À thì có khiêng không? Mà ít người nhất cái đám ít người nhất Việt Nam sao là xịt thuốc vào thì nó trơn đâu cái này là chúng ta chú không khí không có ai mà nó phải xương khớp ngấm rồi đâu sợ người mất người cũng lại tay đeo vào cho đỡ hút đeo vào cho đỡ hút
mặt phái của tia anh phái chỉ bị tia tiền tiền ăn đây cái tủ ban đường đổ lên đây hay ban đường nhà kinh doanh để mà muốn đi xin lấy mình ngủ. Thằng ơi, mấy anh em xuống đây thanh niên rồi, 4 người thoải mái. Xong hết cho cháu. Bây giờ sẽ đưa đi nhé các bác nhé. Ôi là xin lỗi là lấy đồng làm gì? Đi đấy tua chủ gì đinh lẻ về chúng gì đinh anh em mấy người một tay thanh đi một xí sao khi cạch à chào em bên này là chu đi lần lần này mà là chơi mà chu nó tỏ mà cũng không tin ra thì cái tiếng hú này cũng còn muốn chỉ là sẽ chạy để lại chị đợi giờ ấy thế nào không không đợi đâu mà đi luôn thôi. Thế bây giờ chắc là anh ông bác với nhiều hàng như thế thôi, không có ai rồi. Ít người như này. Bốn người, hai người khênh một đổi đổi thôi như này, cái buộc sóc như này thì bốn người cũng được. Không thì hai người trước, hai người sau. Thế thì đồ nó quá là lên bán mày không bán mày còn đọc sổ không? Còn lại những cô quá khách sạn còn thì hút vào. Cái đội thầy cháu cái đến đâu vậy không? Đến anh em nhà còn chẳng đến cơ mà. Anh em nhà có đến ai đến đâu. Cứ bảo là cái này cái kia. Khó. Vâng. Cái này có phải bệnh truyền nhiễm đâu. Nếu mà hồi yếu thì nó khác, cái kia cả bác sĩ nó khám nó không xét nghiệm hết. Chạy hết. Cái này thì người ta không ý kỹ bị kiểu cái bệnh này. Những người bị này nó từ vốn từ sinh ra nó. Thôi bốn người chấp nhận thôi là hộ đi hộ khênh đi cho cháu nó vào rồi xong bây giờ đi đưa nó đi có cuốc xẻng gì chưa bảo bọn hậu với ấy đội vác cuốc cho bọn ấy để đấy rồi hả để hết trên đấy giả dây dây dạ mua dây à hình như là phải trẻ lạt à hay là dây chạc có dây chạc chạy đi mua dây chạc cho nó nhanh có anh tải đi đây. Lấy dây đi dây đâu cùng đi nghỉ kia nổ đây mặt kia tôm che vì âm linh mà có giấy chưa giấy đốt tiếp gì chưa có không nào nó không giấy hương đâu phải mang đi để khi đốt rồi hương nhất cứ thắp bông đốt đuốc đốt tiếp gì không có đèn tiếp gì không hay là mang đi không này không biết được hỏi thế nào hỏi thầy ấy thầy ơi có cần phải thắp hương hay đốt đuốc gì không bây giờ chú cúng rồi mà, chú cúng là mình chỉ có xếp. Bây giờ gọi là mang đi cất không đến bộ mới thắp đi. Đang quay tự nhiên tắt cả tiền điện thoại, sợ tiếc cả mình. Giật chết cả mình. Mấy thằng không thằng nào đi cùng nữa. Đâu nào có mấy người lên đây. 6 người. Anh Hướng, em với anh. Bốn bác ở trong làng.
suối à? Ừ, đi xuống đi. Cứ hạ xuống chôn thôi à, không cúng à? Bảo thầy làm phép tí đi. A Di Đà Phật. Các anh xuống không? Ở đây thôi đúng không? Thầy các anh là thầy đúng không? Thầy ngồi xuống đúng rồi. À. Thầy là cầm mét cắt chỉ đến nó. Chỗ này chắc là đất của gia đình đúng không? Đất gia đình. Giờ đây thì trước thì cũng ai không biết thì đất của ai thì ai cũng chuồn. Ừ. Đây này chưa quy hoạch đắm nghĩa trang đúng không? Ừ, con ơi. Mang xuống để thắp cho cháu nén hương. Xuống thắp cho cháu nén hương. Ôi giời, buồn quá các bác ạ. Nhận thức của bà con nhiều lúc cũng không hết. Ra là một cái đám tang nó quá tẻ nhạt, không có ai. Cái kia là cũng đốt luôn à, giấy vàng kìa, mã này. Tiền đốt tiền ra. Mai lại ra mộ tiếp nữa đúng không? Ừ. Đây bây giờ chỉ có đốt cho một ít nữa. Mai thì, làm xong mai chắc là họ ra. Không, mai không về mộ rồi. Mai không ra riêng gì nữa đó. Mai cũng về mộ thì cái kia thì đi chôn một chỗ khác à? Cái nào? Cái kia chôn cái nào cũng được á? Ừ, cái nào cũng được mà chẳng qua là nếu mà muốn về đây thì về, cũng về thì muốn chỗ khác cũng không được. Có cái gì nữa? Chỉ là còn cái quan tài nhỏ kia đấy. À. Vẫn phải làm cái quan tài nhỏ. Nếu mà có nghĩa là làm cả ma khô ma tươi nữa. Nếu mà không ai mà cái kia cũng về. Chỉ làm dài tầm 20 phân thôi. Cái kia gọi là cái quan tài hồn đúng không? Đúng rồi. Cái này là quan tài xác. Ừ. Đúng rồi. À. Kia là quan tài hồn nhưng mà cũng ít cũng phải làm dài và phải làm bằng này. Chắc như một chiếc pin tải ha, xin lỗi. 1 mét à? 1 mét thì phải lại chôn quan tài hồn riêng. Biết bôi cái giấy các kiểu đi.
thì nó cho em xin ba que. Anh ơi, cho mấy anh em mỗi người cắm cho cháu nén hương. Xuống thang cho con nén hương, mong con siêu thoát lại đầu thai về. Cuộc sống vất vả rồi, còn bé quá. Hỏi xem cái công đóng cái áo quan cho cháu bao tiền ở bên. Vâng, em đang gọi. Về về hết chưa? Về hết anh em chưa? Anh ơi, xem là cái tiền công đóng cho cái áo là bao tiền đấy? Dư bao nhiêu anh thông báo chứ để em còn biết đưa chứ. Đường này có dốc đâu, đi cũng bình thường thôi. Đúng mà leo lên đỉnh núi mà chôn thì chết dở. Em đi không? Đông người nó vui hơn, ít người một tí. Đám ma này, bảo đám ma này buồn thế mà. Đám ma nào mà chả buồn. Xong. Nó lên chào gia đình gái về, không có ăn uống gì đâu. Cái tiền áo quan là bao tiền? Anh thầm một gói tiền bỏ lên 200, xong là để lại gia đình 100 để thắp hương cho cháu. Vâng. Hai trăm à? 200. Để lại 100 thắp hương à? Đây 200 đây. Rồi bố con bé đâu? Anh cái ơi, lên đây em vào. Đây về đây anh em bảo một chút xong là xin phép gia đình. Cơm xong rồi. Cơm đã. Thôi. Xin phép gia đình thôi. Cơm cháo thì ở ngoài kia. Bây giờ cũng làm về chín đây rồi. Đủ đủ rồi. Đủ rồi. Cái tiền áo quan là 200 đúng không? Không, có nghĩa tổng là 200, anh ấy để lại 100 cho đất thấp hơn cho cháu, là, còn 100 cầm về thôi. Đây là 100.000, là cái anh là thợ mộc đóng áo quan ấy. Rồi, anh ấy rồi. Gửi lại thắp hương cho cháu. Cảm ơn. Đây ở đây của em Thắng, là của em. Đấy là cũng thắp hương cho cháu nhé. Đấy là tí nữa là chúng em ở đây là đi luôn, không ở lại. Đấy và thôi thì chuyện gia đình cũng buồn rồi. Cũng phải nhắc lại gia đình là cháu nó mất thì thôi rồi, cũng không nên làm to. Ngãy cũng bảo mổ ba lợn hay như nào đó thì gia đình cũng xem xét. Đấy, có thể đầu lợn mổ nó ít lợn thôi. Đấy, những cái gì mà nó đục thủ tục cho cháu cũng không làm nên quá. Tại vì anh xem nên là anh em hàng xóm cũng không ai đến đâu. Mà mổ lợn ra chắc là em nghĩ là cũng không ai ăn cả. Đấy, làm nào mà để nó tiết kiệm cho gia đình nhé.
Đây là thôi chia buồn cùng gia đình nhé. Thôi em xin phép anh em. Xin phép gia đình. Cháu đi rồi thì bảo mọi người cũng về cố về hồ. Thôi chào chào gia đình nhé. Anh nhé. Đây, anh em giúp gia đình cho xong bên nào lại bên nào lại bắt công cụ thôi được rồi hôm nào gia đình em nhé lúc khác đến gia đình sau bây giờ gia đình đang có chuyện buồn bây giờ anh nhé công việc mà mai cũng có công việc về nhá đúng rồi nhưng mà ăn cơm đấy ăn nhá ok cảm ơn các anh nhá anh em cố gắng giúp đi nhá anh nhá các anh này nhớ mỗi gia đình cảm ơn các chú nhá gia đình phải cho tôi điện thoại của anh là đồ đạc ai đã cầm hết chưa đây rồi chào ông cụ nhá con chào ấy vâng rồi cháu xin phép thôi chào các thầy nhá à, em xin phép dạ vâng thôi đi thôi dạ vâng đó đi thôi hả à, làm gì nữa đi thôi cứ để em ơi. Một cái năm mà không có kèn, không có trống. Chính ra là như người giao ấy, người là cháu này là người trưởng thành ấy. Đúng rồi. Họ làm lễ thủ tục là cấp sắc cho cháu này rồi, như một người lớn ấy. Anh em phải làm như người lớn. Chôn lúc đấy đi chôn đây là chỉ đi chôn xác thôi. Đấy, phần hồn là mai lại chôn sau. Làm đám xong mới chôn. Nên là phần hồn mới là phần quan trọng, lúc hồn nó bắt đầu là dán một cái áo quan mà bằng giấy đỏ các thứ xanh đỏ tím vàng đủ loại.